Dự án biến đổi khí hậu và cấp nước sạch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm 2014 đến hết 2017. Trước mắt giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn và Đồng Nai, sau đó nâng cao khả năng cung cấp nước tại một số nhà máy nước trong thành phố. Giai đoạn 2 của dự án sẽ cải tạo 1.400 km đường ống chuyển dẫn và đấu 530 km đường ống mới, đầu nối nước sạch cho 10.000 hộ nghèo. Đối với các quận nội thành, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako cải thiện chất lượng nước trong thành phố, tăng cường dịch vụ cung cấp nước, đảm bảo 100% hộ dân nội thành được sử dụng nước sạch. Theo kế hoạch, đến năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 940.000 mét khối nước sạch được cung cấp một ngày từ các nhà máy nước, đáp ứng hơn 92% nhu cầu sử dụng nước của người dân thành phố.